Xin kính chào quý anh chị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở khu vực nhà thờ giáo xứ Thương Thụy thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Đây đây thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, gần khu đê sông Hồng, đối với đường An Dương Vương. Thì hôm nay mình có gọi đến đây vào chiều chủ nhật chuẩn bị thánh lễ chiều. Thì mời quý anh chị các bạn đi tham quan một vòng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Thương Thụy. Trước mắt quý anh chị là nhà thờ giáo xứ khá là cổ kính. So với những nhà thờ khác ở trong nội thành thì cũng nhỏ thôi. Trên cùng là tượng Đức Mẹ các bạn. Đang giờ chầu chiều chủ nhật. Đây là tượng đài Chúa Giêsu. Đó, người trụ bằng đá. Đây là khu cuối nhà thờ. Nhà thờ thì nằm sát cái đường là bên cạnh. Phía bên cái cổng kia là ra ngoài đường. Đây là khu nhà phòng cũ. Được xây dựng năm 1941, rất cổ, rất lâu năm rồi. Đây là khu vực phía cuối nhà thờ đấy. Mình đi một vòng các bạn nhé. Đây là khu vực bên này là nhà giáo xứ. Khu bên này còn rất rộng, bên cạnh nhà thờ. Đây là phía hông nhà thờ nhé. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Cây nhãn cổ thụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nhận thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Đây là tượng đài Thánh An Tôn. Kinh cân Thánh An Tôn. Tượng đài Thánh An Tôn rất là đẹp. Khác biệt so với những tượng đài Thánh An Tôn ở các nhà thờ Hà Nội. Đây có một cái chỗ để ngồi này các bạn, ngồi khấn đây. Rất là đẹp. Và đứng xa để các bạn thấy nhé. Nhiều khi không ánh đèn hơi lòa này các bạn. Rất là nhẹ nhàng, thanh bình. Đây có một tháp chuông của nhà thờ đây. Được xây dựng từ năm 1891. Hơn 100 năm rồi. Đây có tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Vườn Phục Sinh. Phần mộ Cha Trình. Xứ Kẻ Bàng. Tạ thế ngày
21 tháng 8 năm 1938 tại xứ Kẻ Bàng. Mộ của cha xứ tại xứ Kẻ Bàng. Vườn phục sinh. À, hai ngôi mộ. Thượng Thụy, giáo sư Thượng Thụy, tên cổ gọi là Kẻ Bạc. Này, thao chuông rêu phong như vậy. Kiến trúc thì đơn giản, nhưng cổ kính. Đang chuẩn bị lễ chiều Chủ nhật. Cho mọi người quảng đại đón tiếp các nạn nhân của tệ buôn người, các nạn nhân bị cưỡng ép hành nghề mại dâm và các nạn nhân của bạo lực. Mình vặn vào mùng 1 tháng 2 trong nhà thờ chú. Tuần 3 thường niên Cha Bình Mẫn 3, thứ 6 đầu tháng ngày đền tả trái tim của Thánh Chúa Giêsu. Mùng 2 thứ 7 dân Chúa trong đền thờ lễ kính. Hôm nay các tín hữu bên đồng tu đến trên sân nhân siêu đô, người đã chuyển sang công mơ và ánh sáng chiếu soi muôn màu. Có thể làm các bên các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với ánh sáng trong tay. Ngày cầu cho đời thánh hiến, ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận nguồn giá trị xứng đáng của những người thánh hiến cho Chúa. Khi thực thi các lời khuyên phúc âm, đồng thời người của thầy mẹ cũng biết thể phần lời chân người thánh hiến, bằng lấy lại việc dấn thân và làm cho những tâm hồn hiến tâm để trở nên xin được hơn. Đức Thầy Đầu Sang Ngài và Trái Vi Vô Yến Đức Mẹ, Thánh Đoan Liêu Văn Vên, Duy Hồ Thần Đạo, công thầy lễ cầu cho người quan hồn chuyển về an sang. Đây là tượng đài Đức Mẹ ở phía nhà phục vụ giáo xứ các bạn. Đứng ở đây có thể nhìn sang nhà thờ. Đây là đẹp. À, tượng đài đẹp các bạn. Đây là một cây đào Tết đấy các bạn. Giáo xứ Thượng Thụy thì nằm ở khu vực từ chỗ Tây Hồ đến Chèm, chỗ gần cầu Thăng Long, sát đê. Đây là nhà phục vụ. Đây là khu vực mà nghỉ dưỡng của các cha ở trong địa phận Hà Nội. Và đặc biệt nơi đây còn là nơi nghỉ dưỡng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, ngài sẽ hưu dưỡng ở đây. Đấy, phía kia bên kia là khu hưu dưỡng. Và buổi chiều nay thì con lễ của Đức Hồng Y cử hành thánh lễ. Các
đây khu vực bãi xe. Mình các bạn đi sang tham dự thánh lễ một chút. À, mình vừa gửi đến quý chị các bạn những hình ảnh ở nhà thờ giáo xứ Thường Thụy, nơi có khu vực hiêu dưỡng của các cha ở Tổng giáo phận Hà Nội, và đặc biệt là nơi mà Đức Hồng Y chọn là nơi ngài hiêu dưỡng. À, cảm ơn quý chị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý chị các bạn ở những clip tiếp theo.